Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải một cái ứng dụng là đặt tầm mở rộng màn hình để chơi Code File lên. Thì các bạn cần tải một cái ứng dụng nó có tên là Contourmin. Tiếng Anh thì mình đọc nó không nghe. Các bạn vào Set Play và gõ cái Contourmin này đào vậy. Thì đây là mình tải rồi cho nên là mình sẽ không tải nữa, mình chỉ việc mở lên thôi. Sau khi tải về các bạn mở lên thì nó sẽ ra một cái dạng tâm như thế này, có rất nhiều tâm cho các bạn lựa chọn. Thì các bạn nhấn vào cộng ở dưới màn hình và thêm code file lên dần vào đó. Các bạn nhấn vào tâm, thì đây là nó mới có một tâm đây cho bạn sửa màu sắc này. Màu sao bạn thích màu gì bạn cho đấy là độ to nhỏ này. Đó, độ to nhỏ. Mình khuyên bạn nên chỉ nên khoảng 5% thôi. Đó, tầm 5% này là đẹp. Đó, bạn nhớ thích. Đó, đây là tâm. Rồi, rồi. Đây, bạn nhớ nó cộng. Đây là bảng tâm cho các bạn lựa chọn, có rất là nhiều loại tâm rồi đây. Đó, các bạn có thể thấy tâm rất là nhiều. Mình sẽ chọn thời thượng đại tâm này đi. Rồi, bạn nhấn vào lên cái tâm này nó sẽ đặt ở giữa màn hình để cho các bạn thuận tiện cho việc đi 46 và là ấy, nó rất là hữu ích. Các bạn nên cài lại cái tâm vào trong trò chơi nhé. Đây, các bạn nên chọn sang giữa này phù hợp với tâm của bạn, tâm của bạn thì tâm nào thì để cho nó sao nó phù hợp với cái tâm ở giữa. Rồi mình sẽ vào test thử 46 cho các bạn xem. Đó, nó sẽ hiện giữa màn hình này, mình không thể di chuyển được đó. Cần chỉ vào đúng người là mình thế mình dã không? Và cái tâm này bạn cứ đặt để đấy để đi xem cái đi danh hoặc là các bạn cắt kiểu đấy. Bye.
thấy chưa, thậm chí còn chỉ đúng người là đều nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hãy đăng ký kênh của mình.